Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 12 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nay. Quận Dương Kinh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đúng tiến độ đề ra tại dự án xây dựng cầu Giào, một trong những dự án quan trọng của thành phố. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cần quyết tâm phát triển quận Ngô Quyền thành trung tâm dịch vụ thương mại chất lượng cao, có bản sắc riêng, tập trung cải tạo xây mới chung cư, thay thế các chung cư cũ đã xuống cấp, nhằm bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân gắn với chỉnh trang đô thị, sắp xếp, đổi mới đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đây là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trong cuộc làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ quận Ngô Quyền vào sáng nay. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và chính quyền quận Ngô Quyền luôn đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22 đề ra. Trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế quận duy trì mức tăng trưởng cao và là địa phương có số thu ngân sách nằm trong nhóm cao nhất thành phố. Về việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 6 tháng qua, trong bối cảnh vừa tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế, xã hội, quận đã nỗ lực hoàn thành 11 trên 15 chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách được tăng cường, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của quận và thành phố trên địa bàn được đẩy nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và vận động nhân dân được chú trọng. Phát huy lợi thế là một trong những quận trung tâm của thành phố và mong muốn có cơ chế, chính sách, nguồn lực để phát triển. Quận Ngô Quyền kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nội đô với các dự án kết nối giao thông đồng bộ, hoàn chỉnh, cải tạo chung cư cũ gắn với chỉnh trang đô thị, giao cho quận nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phía Nam sông Cấm để chỉnh trang đô thị, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Với vị thế là cực tăng trưởng của thành phố, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của thành phố trên 1.000 tỷ đồng, các đại biểu đều cho rằng, thời gian qua, quận Ngô Quyền là điểm sáng trong công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và làm tốt công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị cùng những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, các đại biểu tập trung chỉ ra những hướng phát triển mới của quận trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố cùng sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trên địa bàn. Bày tỏ ấn tượng về truyền thống văn hóa lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của quận Ngô Quyền, địa phương có nhiều địa danh gắn liền với mảnh đất và con người của thành phố cảng anh hùng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ngô Quyền đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận với sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo. Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế và đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của quận. Đặc biệt là kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của quận. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những thách thức mà quận đang đối mặt là quỹ đất dành cho phát triển không còn nhiều, sự cạnh tranh về phát triển thương mại, dịch vụ với các địa phương khác trong bối cảnh hạ tầng giao thông của thành phố đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Từ thực tế trên, đồng chí Bí thư Thành ủy gợi mở những định hướng mang tính lâu dài và tầm nhìn chiến lược để quận Ngô Quyền phát huy lợi thế, tháo gỡ những điểm nghẽn, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Các đồng chí cố gắng kêu gọi những dự án có giá trị gia tăng cao và kêu gọi doanh nghiệp về ở đây, đăng ký kinh doanh ở đây thì chúng ta sẽ có thuế. Chúng ta sẽ có nguồn lực để phát triển. Muốn doanh nghiệp về với mình là phải cải cách hành chính,
Tôi cũng mừng khi cái chỉ số cải cách hành chính của các đồng chí đứng thứ hai trong tổng số 15 quận huyện, nhưng nó lại khập khiễng cái chỗ khác. Cái việc thứ hai mà các đồng chí phải làm là phải làm gia tăng được chất lượng cuộc sống của người dân, của từng người, từng nhà. Bởi vì suy cho cùng chúng ta làm tất cả mọi việc cũng để đời sống của người dân tốt lên. Cái đó là mục tiêu tối thượng của bất kỳ xã hội nào, bất kỳ thể chế chính trị nào. Muốn như vậy, đô thị mình phải đẹp hơn, phải quy hoạch lại, phải có công viên, trường học cho nó hợp lý. Ngay bây giờ phải làm thật tốt công tác quản lý trật tự đô, xây dựng và quy hoạch. Cái việc quy hoạch thì thành phố sẽ có trách nhiệm với các đồng chí, nhưng tổ chức nó lại và đừng có để sai sót trong lĩnh vực này. Việc thứ ba là phải an toàn hơn, tức là an ninh trật tự phải tốt và phải văn minh hơn, phải thân thiện hơn với nhau, phải tình cảm hơn với nhau, phải ứng xử nhau một cách nó tốt đẹp hơn. Và một điều đặc biệt là ngay từ bây giờ phải quan tâm tới cái người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án của chúng ta, những người dân nhận đền bù và đang nhận tái định cư. Trong công tác xây dựng đảng, chúng ta phải có một đội ngũ mạnh. Đây là điều kiện quan trọng lắm, bởi vì suy cho cùng cán bộ là gốc của mọi việc. Để chúng ta có một đội ngũ đoàn kết, và trong xu thế của nghị quyết 18-19, các đồng chí hãy sắp xếp lại cho nó hiệu quả, hiệu lực hơn. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ cho mình và cho cả thành phố nữa. Chúng ta đã có một cái truyền thống, một trước đây đã có rất nhiều đồng chí trưởng thành lên từ đây, không phải địa phương nào cũng có được. Một điều nữa đó là phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Nếu các đồng chí không quan tâm, không nhắc nhở thì coi chừng đâu đó lẫn khuất xung quanh đây vẫn có những sai phạm mà mình không biết. Một cái việc nữa cũng đã nói với các đồng chí rồi là làm sao để dân thương mình hơn, dân hiểu mình hơn, mình nói dân nghe, dân nói cán bộ nghe thì chúng ta mới đền bù tốt được, chúng ta mới chăm lo được cho người dân, chúng ta mới biết người dân cần cái gì để mình lo. Bất kỳ địa phương nào trong cái xu thế phát triển, địa phương nào các đồng chí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư tốt, nơi đó sẽ có cơ hội phát triển tốt, chắc chắn rồi. Và một trong những điều Hải Phòng có chỉ số tăng trưởng hai con số trở lên là vì chúng ta đã đền bù có vẻ tốt hơn những địa phương khác. Một điểm nữa, với cái quy mô nhỏ như thế này, các đồng chí hoàn toàn có thể làm tốt cái việc cải cách hành chính. Cái địa bàn chúng ta không quá rộng, dễ công nghệ thông tin hóa nó lắm. Liên quan đến những đề xuất, kiến nghị của quận Ngô Quyền trong việc tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho phát triển, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, những kiến nghị trên của quận là xuất phát từ thực tiễn của quá trình phát triển. Trong đó có những vấn đề nằm trong chủ trương chung của thành phố trong việc chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Về một số ý kiến cụ thể của các đồng chí, thứ nhất câu chuyện giữa công viên và trường học. Như đã nói, công viên là một cái hình ảnh rất đẹp của Hải Phòng trong sự phát triển tổng thể đô thị Hải Phòng. Chúng ta dám dũng cảm dành ra những quỹ đất rất quý để làm công viên. Điều này là một điều mà tôi thấy rất thú vị. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cân nhắc nguồn lực của mình, nó hợp lý, và công viên phải đa mục đích. Nó không chỉ làm được mỗi cái việc là có cây xanh, có hồ nước và mọi người đi bộ. Tại sao nó không có một cái sân khấu để có thể biểu diễn văn nghệ? Tại sao nó không có một cái nhà gì đó mà mọi người có thể sinh hoạt cộng đồng? Các cái chi bộ trong khu phố, trong khu vực hoàn toàn có thể đăng ký trong những giờ khác nhau nhất định để có thể sinh hoạt ở đây. Thứ hai, nếu so sánh với công viên và trường học thì chắc các đồng chí đồng tình với tôi, trường học cần hơn. Với lý lẽ đó thì cái trường học phải được ưu tiên. Và xây trường học các đồng chí cũng phải tính cho nó dài hạn một chút. Cái điều thứ ba, tôi đề nghị các đồng chí trong tương lai nếu mà còn thiếu đất xây dựng trường học thì chúng ta sẽ hy sinh trụ sở của chúng ta để làm trường. Bởi vì hiện nay các cái trụ sở của chúng ta là những nơi mà có khả năng có diện tích lớn nhất để xây trường học. Một điểm nữa muốn nói với các đồng chí về cái chung cư cũ. Tôi đề nghị các đồng chí, cái này có trách nhiệm của thành phố, nhưng trong bất kỳ tình huống nào không được có sự cố ở các chung cư cũ. Bởi vì sinh mạng của bà con mình là vô giá. Thì cái này thành phố tính toán đẩy nhanh cái tốc độ xây dựng chung cư lên. Bởi vì nghe chừng đây có đến 122 trên 170 chung cư cũ của cả thành phố. Cho nên áp lực của các đồng chí là rất lớn.
Có một việc nữa là hãy đi học tập những nơi khác. Cái mô hình của các đồng chí, cái mà các đồng chí đang điều hành đây, nó có rất nhiều ở các địa phương khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng, những nơi mà diện tích thì ít nhưng mà dân số thì đông. Chỉ còn một ý thôi, định hướng cho công tác tuyên giáo. Có lẽ các đồng chí phải lắng nghe hơn nhiều những cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Chính các đồng chí là những người cùng với báo chí phản ánh lại. Cho nên cái người làm tuyên giáo vừa quản lý được báo chí, nhưng vừa là cái tiếng nói mang tính tổng hợp để tham mưu cho cấp ủy về những việc người dân đang mong muốn cái gì. Các đồng chí nói thì phải cho dân nghe được, tức là phải dễ nghe. Cái thứ hai là phải có lý lẽ. Cái thứ ba là phải có sức thuyết phục. Trước đó, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của thành phố tới dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền, tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, đoàn cũng đi kiểm tra thực địa tuyến đường T100 và T40, đoạn từ đường Lê Hồng Phong qua trung tâm hành chính chính trị quận đến đường Đông Khê thuộc dự án khu đô thị ngã 5 sân bay Cát Bi. Sáng nay, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 theo nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ghi nhận những kết quả tích cực và chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức phát triển đảng, đảng viên trong những năm qua, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã Đại Hợp tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng song song với phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới. Việc phát hiện tạo nguồn phát triển đảng viên phải đổi mới, linh hoạt, cụ thể, cần phải ra soát, điều chỉnh lại quy định chung về thủ tục hành chính trong xác minh lý lịch đối tượng chuẩn bị kết nạp đảng, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức phát triển đảng gắn với phát triển mô hình hợp tác xã, mô hình sản xuất tập trung. Những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy xã Đại Hợp, huyện ủy Kiến Thụy sẽ được tổng hợp, báo cáo để Thành ủy kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên thực sự có hiệu quả. Sáng nay, Cục Thuế thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế 6 tháng cuối năm 2021 và trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ. Tới dự có các đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Năm 2021, Cục Thuế Hải Phòng được Trung ương giao thu 26.289 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân thành phố giao 35.000 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 6.000 tỷ đồng. Ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố đã chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách cho các đơn vị, các quận huyện, phối hợp tốt với các sở ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, làm tốt công tác quản lý thuế. Kết quả, tổng thu nộp ngân sách nhà nước đạt được 16.550 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán pháp lệnh, 47,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 38,3% so với cùng kỳ, tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước. So với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, có 10 trong tổng số 17 chỉ tiêu đạt trên 50% dự toán. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận thành tích Cục Thuế đạt được trong thời gian qua, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính khen thưởng tại hội nghị. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí yêu cầu Cục Thuế thành phố bám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phấn đấu hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Cục Thuế triển khai chương trình công tác từng tháng từng quý, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương đẩy mạnh việc đấu giá đất, tập trung rà soát các khoản thu, trong đó có một số khoản thu thuế đang thất thu lớn như thuế ngoài quốc doanh, thương mại điện tử, thuế nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản tư nhân. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế, nuôi dưỡng nguồn thu. Nhân dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ biểu dương khen thưởng.
Để triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Để triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 thành công, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố gửi kịch bản diễn tập cho các địa phương chủ động chuẩn bị thật tốt, tổ chức tập huấn diễn tập cho các thành phần tham gia, phối hợp với các đơn vị hiệp đồng để đảm bảo các nội dung diễn tập theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhiệm vụ diễn tập. Đồng chí cũng yêu cầu các công trình diễn tập phải được tập trung xây dựng trong tháng 7 này, lựa chọn các phương tiện và lực lượng phục vụ phải đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các nội dung, phương án diễn tập, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Chiều nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm việc với quận Hải An về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Xuân Liên nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp. Thành phố đã nâng cao mức độ cảnh báo phòng chống dịch lên một cấp. Bởi vậy, chính quyền địa phương không được phép lơ là chủ quan, tăng cường rà soát các đối tượng đi theo xe container ra vào thành phố, tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Việc tuân thủ, chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn quận là hết sức quan trọng để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, quận cần phối hợp với các lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát chặt chẽ, không để lọt các đối tượng đi từ vùng dịch về mà không phát hiện kịp thời. Đồng chí Cao Xuân Liên cũng ghi nhận ý thức của người dân trên địa bàn quận trong công tác phòng chống dịch. Từ ngày 27 tháng 4, quận Hải An đã tái khởi động các tổ kiểm soát tại các tổ dân phố theo hình thức tự nguyện, tự quản. Trước đó, trong buổi làm việc với phường Đông Hải 2 về công tác phòng chống dịch, đồng chí Cao Xuân Liên cũng nhấn mạnh phường Đông Hải 2 là cửa ngõ của quận Hải An, vừa có khu công nghiệp, vừa có nhiều doanh nghiệp nằm trong các khu dân cư. Vì vậy, phường cần tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, rà soát quản lý chặt chẽ người và phương tiện vận tải. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Hải An, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, quận Hải An có 1.863 người đã áp dụng các biện pháp cách ly. Tiếp theo là hướng dẫn nhận biết các vùng cách ly y tế. Lưu ý, áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo bảng trên. Cách ly tập trung theo màu cam, cách ly tại nhà theo màu xanh nước biển, khai báo giám sát y tế theo màu xanh mạ, không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo màu trắng. Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú, địa chỉ, điện thoại truy cập covidmaps.haiphong.gov.vn. Tới thời điểm này, xã Lý Học là xã có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 nhất huyện Vĩnh Bảo. Những ngày qua, tất cả các lực lượng tại đây ngày đêm nỗ lực góp công góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Với nhiều công việc mô hình cụ thể, họ đã góp phần đáng kể trong việc kiểm soát dịch bệnh, ổn định tư tưởng và đời sống nhân dân. Những chiếc bàn, chiếc ghế được ghép sơ sài chính là nơi nghỉ ngơi trong suốt những ngày thực hiện cách ly y tế của các thành viên tổ tuyên truyền hậu cần, đoàn thanh niên xã Lý Học. Sau khi có thông tin về ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn xã, đoàn thanh niên xã đã nhanh chóng tập hợp và thành lập các tổ hoạt động. Vừa đi tuyên truyền lưu động, vừa kêu gọi vận động và tiếp nhận quà của các tổ chức cá nhân ủng hộ cho xã phòng chống dịch. Chính họ lại trực tiếp vận chuyển thực phẩm hàng ngày đến cho khu cách ly, chuẩn bị các bữa ăn đêm tặng các tổ trực chốt trên địa bàn. Chúng tôi coi những công việc của mình đang làm là trách nhiệm của tuổi trẻ. Đó là những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, góp phần cùng các cấp, các ngành
phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Gác lại việc gia đình để toàn tâm tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhiều cán bộ công chức tại xã Lý Học luôn lấy trụ sở ủy ban làm nhà, vừa để ứng phó kịp thời với những tình huống phát sinh, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch cho chính những người thân của mình. Nhắc đến những lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch ở xã Lý Học, không thể không nhắc đến bác sĩ Phạm Thị Vân, Phó trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo. Dù không phải là người của địa phương, nhưng những ngày qua, cán bộ và nhân dân xã Lý Học đã coi chị như người con của quê hương. Chúng tôi nghĩ là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ và đẩy lùi được cái dịch của huyện nhà càng sớm càng tốt. Và chúng tôi cũng không quản gọi là những cái khó khăn vất vả, trời tiết thì rất là nóng nên là rất là mệt. Anh em đến 12 giờ, có hôm 12 giờ và đến 1 giờ đêm thì mới về được đến nơi và được đi nghỉ là lúc 2-3 giờ sáng. Đến sáng hôm sau 6 giờ chúng tôi lại tiếp tục. Những con người nhỏ bé với đóng góp lặng thầm nhưng dù ngày hay đêm, họ vẫn đang quyết tâm trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Sau lớp khẩu trang kia là cái tâm sáng mà họ đang cống hiến cho cộng đồng. Với họ, gian khó lại là cơ hội để khẳng định ý chí, bản lĩnh. Như những bông hoa đồng quê lặng lẽ, bám rễ vươn mình mạnh mẽ, dâng hiến cho đời. Hiện dự án đầu tư xây dựng cầu rào, quận Dương Kinh có hơn 51.000m2 đất của 6 cá nhân và 7 tổ chức phải thu hồi. Xác định giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng có tính chất quyết định đưa dự án về đích đúng tiến độ, nên thời gian qua, quận Dương Kinh đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu rào, quận Dương Kinh phải thu hồi hơn 51.300m2 đất của 6 cá nhân và 7 tổ chức. Trong đó, 6 hộ gia đình với diện tích hơn 770m2 đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng và hiện đã hoàn thành việc phá dỡ công trình trên đất. Còn với 7 tổ chức thì có 6 tổ chức đã di chuyển vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng. Chỉ còn một tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại An Phát hiện vẫn còn có kiến nghị. Thực hiện xây dựng cầu rào 1 thì đối phường Anh Dũng, quận Dương Kinh thì có 51.000m2 bị thu hồi. Trong đó có 7 tổ chức và 6 cá nhân. Đến 30 tháng 6 là cơ bản các tổ chức cá nhân đã thực hiện nghiêm túc, nhận tiền bồi thường và bàn trao trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Duy nhất còn công ty An Phát nằm trên đất của bà Chu Thị Kim Biến năm 2015 đã hết hạn hợp đồng mà đã thanh lý, nhưng đến giờ phút này công ty trách nhiệm hữu hạn là An Phát đã không chấp hành việc là di chuyển tài sản trả lại hiện trạng, mặc dù Ủy ban phường Anh Dũng đã ra thông báo và đã thành lập đoàn vận động nhiều lần nhưng không chấp hành. Trong thời gian tới, nếu như công ty An Phát không chấp hành thì là Ủy ban quận Dương Kinh, phường Anh Dũng sẽ thực hiện các quy định theo pháp luật. Xác định đây là dự án quan trọng của thành phố, kết nối cùng lúc 4 quận qua sông Lạch Tray, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối vùng qua các tuyến đường tỉnh đến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Dương Kinh đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để từ đó chủ động, tự nguyện thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đúng tiến độ. Đối với trường hợp còn ý kiến kiến nghị, sau khi áp dụng hết các cơ chế chính sách mà vẫn cố tình không chấp hành, địa phương sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song huyện An Lão đã hoàn thành nhiệm vụ kép là phòng chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Bước sang quý 3, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân, huyện An Lão đề ra các mục tiêu giải pháp thực hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, sát thực tiễn trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, nên huyện An Lão đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt xa so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 310 tỷ đồng, bằng gần 52% kế hoạch năm, tăng hơn 115% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 135 tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm và bằng 241% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 2.400 tỷ đồng, bằng hơn 51% kế hoạch, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích bỏ ruộng giảm hơn 122 ha.
Trong cái thời gian tiếp theo đấy, thì huyện cũng đã đề ra một số cái nhiệm vụ giải pháp cần tập trung trong cái 6 tháng cuối năm. Thứ nhất là chỉ đạo các cái giải pháp để làm sao mà đảm bảo nguồn thu ngân sách theo cái phân bổ của năm 2021. Cái thứ hai nữa là cũng tăng cường cái công tác chỉ đạo cho cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng một số cái dự án trọng điểm sẽ triển khai trên địa bàn huyện Não trong cái thời gian tới. Cái nữa là chúng tôi cũng sẽ tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Đối với việc thực hiện chủ đề năm của huyện về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hết 6 tháng, huyện An Lão hoàn thành giải phóng mặt bằng cầu Quang Thanh, tiến hành các trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án đấu giá đất xen kẹt, dự án đường ven biển qua xã Mỹ Đức, An Thọ, phê duyệt dự án chỉnh trang giải trung tâm, nâng cấp vỉa hè thị trấn An Lão với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công của huyện. Đang triển khai xây dựng 22 công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân với khối lượng công việc đạt hơn 55%. Năm 2021 thì về cái tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Dân để triển khai là 22 công trình thì sau 6 tháng thì là cái tiến độ của xã và cũng như được ban làm chủ tư chỉ đạo các nhà thầu là đảm bảo theo đúng kế hoạch và thậm chí còn cái kế hoạch là còn vượt so với tiến độ đề ra. Từ nay đến 30 tháng 9 thì là chúng tôi đã sẽ phấn đấu là hoàn thành 22 công trình. 6 tháng cuối năm, huyện An Lão đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án sân golf Hải Phòng Sakura, dự án mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3. Giải phóng mặt bằng trong 6 tháng cuối năm và năm 2022 tiếp theo thì cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Cho nên là ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch thành lập các cái tổ để phối hợp với lại nhà đầu tư. Và cái tổ này thì cũng sẽ thực hiện cái nhiệm vụ chính tham mưu cho huyện về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm triển khai ngay các bước và đảm bảo đúng cái tiến độ theo cái chỉ đạo của thành phố và theo cái đề nghị của chủ đầu tư để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Những tháng cuối năm được nhận định dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến các lĩnh vực. Trong khi đó, khối lượng công việc phải thực hiện còn rất nhiều. Vì vậy hiện nay, huyện An Lão đang tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, quyết tâm, cố gắng phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ đã tạo thuận lợi cho các hộ dân khu vực này được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ cho hộ vay gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã được các tổ chức tín dụng thực hiện kịp thời, ghi nhận tại chi nhánh Agribank Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Phát triển kinh tế gia đình với nghề kinh doanh buôn bán nhỏ, chị Lê Thị Oanh ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy gặp không ít khó khăn do vừa ít kinh nghiệm lại vừa thiếu vốn. Bởi vậy, việc được tiếp cận với nguồn vốn của chi nhánh Agribank Đại Hợp đã giúp chị Oanh có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, ổn định thu nhập. Đặc biệt là việc chi nhánh đã đồng hành cùng chị khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong cái thời điểm Covid hầu như là mọi ngành nghề là đều khó khăn, nhưng mà nhờ được cái vay vốn của Agribank Đại Hợp thì đã hỗ trợ nguồn vốn để chúng tôi lưu động trong cái vấn đề kinh doanh của mình. Với vai trò đi đầu trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ gắn với phục vụ tam nông, bám sát định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn, Agribank chi nhánh Đại Hợp vừa chủ động có các giải pháp giúp bà con nông dân tiếp cận với nguồn vốn, vừa kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hộ dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vượt khó đi lên. Trong cái thời gian qua cũng ảnh hưởng một phần của COVID, nhưng mà chúng tôi thì cũng là được sự quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi nắm tiếp cận được cái nguồn vốn để chúng tôi tái sản xuất, cũng vẫn sản xuất bình thường. Tổng dư nợ hiện tại của chúng tôi là hơn 600 tỷ đồng với gần 2.000 khách hàng. Trước cái tình hình và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mà chúng tôi cũng đã thực hiện các cái chủ trương của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank. Chúng tôi đã cho rà soát lại toàn bộ khách hàng hiện tại đang có dư nợ tại Agribank Đại Hợp, hỗ trợ khách hàng trong trường hợp mà khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, như là cơ cấu lại nợ,
giãn nợ, hoặc là chúng tôi có thể là cho khách hàng vay bổ sung để khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Với nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, việc hộ sản xuất khu vực nông nghiệp nông thôn được tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ tiện ích của các tổ chức tín dụng là động lực quan trọng để họ nắm bắt cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Hiện dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn của riêng hệ thống các ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố chiếm từ 65 đến 70% tổng dư nợ. Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, song trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm nay, công ty cổ phần DAP Vinasem vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho 700 công nhân người lao động tại công ty. Cùng với đó, những hướng đi mới trong giải quyết xử lý tái chế bã thải thạch cao trong thời gian qua sẽ góp phần bảo đảm chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế. Quý 2 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sản lượng phân bón DAP nhập khẩu vào Việt Nam giảm nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Cùng với đó, giá và nhu cầu của thị trường quốc tế tăng cao nên sản lượng tiêu thụ của công ty cổ phần DAP Vinachem cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh việc ổn định thị trường xuất khẩu với các bạn hàng truyền thống, công ty tập trung duy trì nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước, góp phần bình ổn giá phân bón trong những tháng đầu năm. Công ty đã thực hiện rất tốt cái chỉ đạo của chính phủ về việc tăng sản lượng bán hàng trong nước để góp phần bình ổn thị trường phân bón trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái thời điểm sốt giá từ đầu năm đến giờ. Và kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm ước đạt là 90 tỷ đồng, đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao. Đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì công ty đã hoãn và hủy một số các cái đơn hàng xuất khẩu để tập trung cho cái thị trường trọng điểm phía Nam để góp phần vào giảm cái giá bán phân bón ở thị trường miền Nam, chặn cái đà sốt giá ở miền Nam. Hiện nay thì công ty, cái mức tăng giá của công ty chỉ bù vào cái phần mà tăng giá nguyên liệu. Cụ thể là trong cái thời gian qua thì giá nguyên liệu đầu vào ammoniac thì tăng 2,18 lần, còn lưu huỳnh thì tăng 2,04 lần. Cái mức tăng giá DAP này của công ty DAP chỉ bù vào cái phần tăng vào hai cái nguyên liệu này. Bên cạnh việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần DAP Vinachem tiếp tục quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với khu vực bãi chứa bã thải thạch cao PG với hai hướng xử lý chính là chế biến bã thải thạch cao PG làm phụ gia xi măng và chế biến làm vật liệu cốt nền đường. Trong đó chú trọng việc cung cấp nguyên liệu làm phụ gia xi măng cho đơn vị đối tác là công ty cổ phần thạch cao Đình Vũ. Chỉ tính riêng từ tháng 3 đến nay, mỗi tháng đơn vị này tiêu thụ từ 30 đến 35.000 tấn thạch cao cho các nhà máy sản xuất xi măng trên cả nước. Số lượng thạch cao chế biến và tiêu thụ cơ bản là cân bằng với số lượng thạch cao PG phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty cổ phần DAP Vinachem. Và với sức sản xuất thạch cao làm phụ gia cho xi măng từ bã thải PG như hiện nay, lượng bã thải tồn đọng tại bãi chứa của công ty cổ phần DAP Vinachem sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới. Trong cái thời gian tới thì thực hiện và áp dụng cái chỉ thị 08, cái chỉ thị có những cái hướng mở cho xử lý chất thải. Thì chúng tôi cũng có những cái định hướng và đề xuất, và khi chúng tôi có được những cơ chế đấy, chúng tôi sẽ áp dụng đối với tất cả các đơn vị xi măng đang sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi để khuyến khích tăng cường cái sản lượng sử dụng lên ở mức từ 5 đến 70.000 tấn một tháng. Năm 2022 mà xu hướng thị trường nó tốt hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để nâng công suất lên 1 triệu tấn năm, tương ứng với cái công suất xử lý đầu vào khoảng 1 triệu 500 tấn cái bã thải thạch cao PG. Thực tế, mỗi năm Việt Nam phải bỏ ra một khoản ngoại tệ không nhỏ để nhập khẩu từ 3,5 đến 4 triệu tấn thạch cao nhằm phục vụ cho sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Các cơ quan chức năng cần tính đến phương án giảm thuế VAT đối với thạch cao nhân tạo sản xuất trong nước để tạo sự cạnh tranh bình đẳng cho các đơn vị doanh nghiệp trong nước. Đây cũng chính là một giải pháp mang tính lâu dài, bền vững để bảo vệ môi trường trong tương lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian qua, bên cạnh việc duy trì ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho công nhân người lao động, xây dựng các phương án bảo vệ môi trường xung quanh khu vực bãi chứa bã thải thạch cao, công ty cổ phần DAP Vinachem cũng đã nhiều lần đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Xây dựng về việc sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản hướng dẫn sử dụng thạch cao PG làm vật liệu san nền.
và khi các quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản hướng dẫn được ban hành sẽ là căn cứ pháp lý cho các đơn vị sản xuất thạch cao PG cũng như các đối tượng khách hàng yên tâm sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy việc tiêu thụ bã thải thạch cao, tiến tới giảm lượng tồn trữ tại bãi chứa hiện nay. Khoảng 14 giờ chiều nay, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại quốc lộ 5A, khu vực ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, huyện An Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách của nhà xe Kết Đoàn có biển kiểm soát 15B02622. Trên xe có 13 người, hành trình di chuyển từ bến xe Gia Lâm, Hà Nội về Hải Phòng. Khi cách chốt khoảng 200m, lái xe và phụ xe có hành vi để hành khách xuống xe, đi bộ sang chiều đường ngược lại để tránh việc khai báo và test nhanh COVID-19. Sau khi phát hiện sự việc, thành viên chốt kiểm soát đã yêu cầu tất cả người trên xe vào chốt thực hiện khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Ngay khi những người trên xe có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng chốt kiểm soát đã bàn giao người và phương tiện vi phạm cho công an xã Đại Bản, huyện An Dương để tiếp tục xác minh, làm rõ. Sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ hôm nay, 12 tháng 7, Hải Phòng không ghi nhận ca nhiễm mới. Như vậy, số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 24 ca, số khỏi bệnh xuất viện là 9 ca, số ca bệnh đang cách ly điều trị là 15 ca. Ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 2.383 ca mắc mới, trong đó 16 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 2.367 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.764 ca, Bình Dương là 128 ca, Tiền Giang là 118 ca. Cũng trong ngày hôm nay, 56 người được công bố khỏi bệnh. Tính đến 19 giờ ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 30.259 ca ghi nhận trong nước và 1.940 ca nhập cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, gần sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Phía Bắc thành phố, mây thay đổi, gần sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Phía Nam thành phố, mây thay đổi, gần sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Thông báo, tuyển biên tập viên dẫn chương trình, biên tập viên, biên dịch viên tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức thi tuyển biên tập viên dẫn chương trình, cụ thể như sau. Số lượng: 4 biên tập viên dẫn chương trình, ưu tiên nam giới; 2 biên tập viên biên dịch viên tiếng Nhật Bản; 2 biên tập viên biên dịch viên tiếng Hàn Quốc. Công việc thực hiện: biên tập viên dẫn các chương trình truyền hình, biên tập biên dịch các chương trình truyền hình bằng tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc. Tiêu chuẩn, điều kiện: là công dân Việt Nam, tuổi đời từ 20 đến 28 tuổi đối với biên tập viên dẫn các chương trình truyền hình, không quá 40 tuổi đối với biên tập, biên dịch các chương trình truyền hình bằng tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc. Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình. Đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học, ưu tiên chuyên ngành báo chí hoặc các chuyên ngành có liên quan. Đối với biên dịch viên, sử dụng thành thạo tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Hàn Quốc, ưu tiên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành báo chí, truyền hình hoặc các chuyên ngành có liên quan, phù hợp với công việc cần tuyển. Tiếng Nhật Bản, ưu tiên có chứng chỉ N1. Tiếng Hàn Quốc, ưu tiên có chứng chỉ TOEIC cấp độ 4 trở lên. Hồ sơ dự tuyển, đơn dự tuyển, sơ yếu lý lịch dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương. Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và các bằng cấp khác nếu có. Lệ phí xét tuyển,
200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ, Phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại liên hệ 0225 3828 937. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2021. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.